Xin chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách để xem các vị trí của bạn bè của các bạn ở trên Facebook. Tức là các bạn có thể xem được vị trí của bạn mình hiện tại đang ở đâu. Đấy, trên bản đồ nhé. Thì đầu tiên là các bạn vào cái Facebook này. Kích vào Facebook. Đấy. Sau đó ở cái phần ba cái gạch ngang này này. Đấy, các bạn kích vào ba gạch ngang này. Và trong cái mục là bạn bè quanh đây này, các bạn kích vào bạn bè quanh đây này. Đấy. Trong cái mục này thì các bạn sẽ kích vào phần bắt đầu. Bắt đầu nhá. Thì nó sẽ ghi là thông báo là chuyện chọn quyền riêng tư. Thì cái lúc này bắt buộc các bạn phải bật cái chia sẻ vị trí của bạn lên thì bạn mới nhìn được vị trí của mọi người khác nhé. Các bạn sẽ ấn bật này. Đó, sau khi bật xong thì các bạn có thể nhìn thấy vị trí của bạn bè của bạn ở trên cái bản đồ này rồi. Đây. À. Và các bạn cũng có thể zoom đây nhé. Đấy, xem vị trí chính xác là ở chỗ nào. Ví dụ như đây nhé, mình có thể kích vào này. Đó, thì sẽ biết được là vị trí của Nguyễn Văn Đại ở chỗ Hà Đông này, cách 3 km này. Đấy, tiếp theo vị trí này. Đó, đây ở Thanh Oai này. Bạn có thể xem được tất cả vị trí khác nhé, kể cả bạn bè của bạn ở nước ngoài bạn vẫn có thể xem được, miễn sao là các bạn ấy cũng bật cái tính năng chia sẻ vị trí lên. Đây bạn có thể thấy này, vị trí này, bạn kích vào này. Đấy, đang ở Maidashi, Nhật Bản, cách 2.800 km. Đây ở Nhật Bản này. Đấy, các bạn có thể ở trên điện thoại của các bạn nhé, các bạn dùng tay để thu phóng. Dùng đỗ này, đu rắc. Đấy, thì trong cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cái cách để có thể xem được vị trí của bạn bè của các bạn hiện tại đang ở đâu trên Facebook nhé. Thì cái này nó với điều kiện là bạn bè của các bạn cũng phải bật cái vị trí này lên. Đấy. Còn khi mà các bạn không muốn một người khác mà biết được cái vị trí của bạn đang ở đâu thì các bạn sẽ tắt cái tính năng chia sẻ vị trí đi bằng cách là các bạn ấn quay trở lại nhé. Quay trở lại này. Trong cái phần này các bạn kích vào cái nút kích vào cái biểu tượng răng cưa này. Đấy, và các bạn bấm vào cái nút là tắt tính năng bạn bè quanh đây đi. Các bạn muốn tắt trong bao lâu thì tùy các bạn nhé. Hoặc là tắt vĩnh viễn luôn. Đây. Tắt trên khi nào các bạn muốn bật lại. Đấy. Thì quay trở lại. Thì như vậy là các bạn đã tắt cái tính năng chia sẻ vị trí của các bạn đi. Đấy. Và ngược lại là các bạn muốn xem vị trí của người khác thì bắt buộc các bạn phải bật cái tính năng đấy lên. Tức là lúc đấy là nó sẽ gọi là chia sẻ vị trí của mình với người khác và người khác chia sẻ lại với mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.